Đêm diễn của Lisa, Blackpink, tại câu lạc bộ thoát y nhận sự quan tâm lớn từ dư luận. Trên Weibo, thông tin chi tiết về màn biểu diễn của nữ thần tượng người Thái đang thu hút 40 triệu lượt đọc và tiếp tục tăng mạnh cùng nhiều phản ứng tiêu cực. Theo Crazy Horse, hơn 5.000 người đã cạnh tranh mua 1.000 vé xem nữ thần tượng biểu diễn. Hai thành viên Jisoo, Rose đến ủng hộ. Ngoài ra còn có các nghệ sĩ như Austin Butler, Kaya Gerber, Rosalia và gia đình tình tin đồn Frederic Ano tập đoàn LVMH đã đến tham dự. Buổi diễn này được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt từ điện thoại, thắt lưng, kính, vi. Không cho phép chụp ảnh, quay hình hay bất cứ hình thức ghi hình nào. Theo những fan mua vé tham dự, Lisa đã xuất hiện xuyên suốt chương trình tổng cộng 6 lần trong các bộ trang phục khác nhau và thể hiện kỹ năng vũ đạo. Trong tiết mục Crisis, What Crisis, Lisa hóa thân thành nhân viên văn phòng bị áp lực về thị trường chứng khoán đang lao dốc. Cô dần cởi bỏ quần áo và ném xuống cho khán giả. Nữ thần tượng không khỏa thân mà vẫn mặc đồ lót. Trên Reddit, tài khoản LMU0509 miêu tả lại, tôi đến muộn nhưng vẫn kịp xem Crisis. What Crisis, Lisa mặc đồ lót màu đen, phía trên xuyên thấu chỉ che phần nhạy cảm. Cô ấy cởi bỏ từng món quần áo cho đến nội y, mọi thứ không lố bịch. Với sân khấu bắt I'm a good girl, các tài khoản cho biết Lisa để tóc dài xoăn nhẹ, mặc bộ đồ xanh dương. Một số tiết mục khác, cô đội tóc giả màu xanh lá kết hợp áo vest, bộ đồ lính thiếc, có áo lót cùng váy ngắn. Sau màn ra mắt ấn tượng, người hâm mộ cũng tụ tập trước quán bar để gặp gỡ mỹ nhân Blackpink. Bức ảnh chụp Lisa cùng các vũ công Crazy Horse được lan truyền rộng rãi trên mạng, thu hút nhiều sự chú ý. Đây là bức ảnh duy nhất công khai trang phục diễn của Lisa cùng các vũ công. Trên mạng xã hội Hàn Quốc và Weibo của Trung Quốc đưa ra nhiều phản ứng tiêu cực. Lấy tay che ngực trần, nghiêm túc mà nói, đây là cái gì? Nhờ cô ấy mà tôi mới biết đến chương trình thoát y đó. Tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Các vũ công bên cạnh cô ấy đang cởi bỏ tất cả và lấy tay che ngực, trong khi Lisa đứng giữa, mặc bộ trang phục được thiết kế đặc biệt để che đi những gì cần che và mỉm cười, thật ngớ ngẩn. Cô ấy muốn làm mọi thứ vì cô ấy có thể nhưng điều cô ấy chọn làm là tham gia chương trình thoát y với đặc quyền không khỏa thân hoàn toàn. Bình luận trên trang cộng đồng của khán giả Hàn. Từ khóa, màn trình diễn của Lisa, hiện đứng hạng nhất hot search, thu hút gần 40 triệu lượt đọc trên Weibo. Một số khán giả cho rằng nữ thần tượng sinh năm 1997 đã đạt được hiệu ứng quảng bá như mong muốn nhưng tự phá hủy thương hiệu của chính mình. Tại mạng xã hội Việt Nam, một số khán giả nhận xét đúng là cái trò tiêu khiển của giới thượng lưu, không thực sự khỏa thân nhưng mặc bộ đồ này cũng không thừa được bao nhiêu vải, dùng danh nghĩa idol K-pop nhảy nhót trong club party mà cảm thấy hợp lý sao. Lisa còn 4 buổi biểu diễn nữa cho 2 ngày còn lại, 29 đến 30 tháng 9. Trong đó 2 đêm cuối là đêm kín, không bán vé công khai. Nhiều người tò mò về danh sách trình diễn và trang phục của nữ thần tượng có thay đổi và táo bạo hơn đêm đầu không?